Cảm ơn em. Anh thấy bình yên rồi. Còn bình yên của em thì vừa mất. Em đừng có nghĩ như vậy nữa được không? Làm sao mà không nghĩ, khi em cứ luôn mang mặc cảm là người tội lỗi. Tình yêu của tụi mình đâu có gì lỗi đâu em. Có. Nó có lỗi khi bị nhân danh và làm tổn thương người khác. Em cứ dằn vặt như vậy hoài thì mình cũng đâu có giải quyết được cái gì đâu. Cho nên em mới nói là mình đừng gặp nhau. Lê, đừng. Đừng như vậy. Em đừng có biến mất khỏi anh nha. Anh Hoài, em biết rồi, em biết rồi. Em sẽ không có rời xa anh. Em không có biến khỏi anh. Anh bình tĩnh lại nha anh Hoài. Anh bình tĩnh để còn chạy xe nữa anh Hoài. Em hứa với anh nha. Em hứa mà. Em hứa với anh đó. Em biết rồi, em biết rồi. Anh chạy xe đi nha. Anh Tâm. Ủa, Tiên. Sao em lại ở đây? Sao em biết nhà tôi? Em hỏi địa chỉ từ chị Nguyệt. Em có mang nụm hoa chuối với cả thịt giả cầy cho anh này. À, anh đang ăn cơm ạ? À, tôi cũng chuẩn bị ăn cơm. Đàn ông con trai ở nhà một mình nên là ăn uống cũng qua loa thôi. Chắc sống một mình cũng vất vả anh. Hay là lâu lâu em ghé qua nấu nướng rồi ăn cơm cùng anh? Không tiện tên à? Tôi làm ở xưởng, giờ giấc cũng không cố định. Nhiều khi ngủ ở xưởng luôn, nên là làm như vậy cũng phiền hà cho em lắm. À, em nói vậy thôi, chứ ai lại làm thế. Nhưng thỉnh thoảng em ghé qua chơi chắc cũng được hả anh? À, khi nào Tiên muốn qua chơi thì có gì báo tôi trước. Nhiều khi tôi không ở nhà lại mất công em. Dạ. À, cũng đến bữa rồi, mời Tiên vào nhà ăn cơm nhé. Mẹ. Mọi khi á, về đúng giờ lắm. Chưa về trễ hơn một tiếng luôn. Nếu như trộn đi bố mà chơi game thì còn đỡ. Đằng đi á, mẹ sợ bị tai nạn thôi. Con nghĩ á, là anh hai những món mới. Ừ. Nhưng mà không phải là game. Con nói cái gì vậy Tú? Ngồi với mẹ thử nghĩ đi. Sáng sớm, có phải anh hai đi học rất sớm để mà đón chị Như không? Ừ. Đón đi học thì phải đưa về nhà. Con nghĩ tới 99,9% là anh hai đưa chị Như về tận nhà nên mới về trễ ba mẹ. Anh. Em mang mình xuống cho anh nè. Cảm ơn nha.